Và chúng tôi là Trần Như và Diễm Thi xin kính chào các khán giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do sáng ngày 10 tháng 8 với một số tin tức đáng chú ý. Một cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông sẽ được tổ chức tại Nha Trang. Một tử tù Việt Nam được công nhận là vô tội sau 46 năm. Thưa quý vị, một cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông sẽ được tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 16 đến 18 tháng 8 năm nay. Tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là cuộc hội thảo sẽ chú trọng vào vấn đề pháp lý liên quan đến biển và đảo theo luật quốc tế, Ba chủ đề chính thức được bàn tới trong hội thảo gồm thứ nhất là các đảo và đá được định nghĩa thế nào theo luật quốc tế, thứ hai là vấn đề tranh chấp chủ quyền liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và thứ ba là nội dung của bản phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về biển Đông liên quan đến vụ việc Philippines kiện Trung Quốc. Cuộc hội thảo do hai trường đại học là Phạm Văn Đồng và Đại học Nha Trang cùng tổ chức. Ông Nguyễn Xuân Dương, Cục Phó Cục chăn nuôi Việt Nam nói rằng ngành chăn nuôi Việt Nam đang có thừa các sản phẩm bẩn và thiếu những sản phẩm sạch. Ông Dương nói như vậy trong cuộc họp báo tại triển lãm quốc tế các sản phẩm chăn nuôi tại Hà Nội, gọi là Vietstock vào ngày hôm qua. Ông Dương cho biết là theo số liệu thống kê của năm 2015, thì có từ 2,5% cho đến 3,5% các mẫu thức ăn chăn nuôi được kiểm tra có chứa các chất gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, ông Dương nói thêm là ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh gây hại cho đàn gia súc. Theo các số liệu thống kê thì những sản phẩm của ngành chăn nuôi Việt Nam như thịt, sữa và trứng các loại đều có sự tăng trưởng đáng kể từ 5,3% cho đến 9% trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng thời kỳ năm ngoái. Bão và mưa lớn đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam đến 7.000 tỷ đồng. Đó là số liệu được ông Hoàng Văn Thắng đưa ra trong một cuộc hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức vào ngày hôm qua. Ngoài thiệt hại tính ra tiền như vừa nêu, còn có 7 người chết và mất tích cùng 63 người bị thương do cơn bão số 1 đổ vào miền Bắc Việt Nam cũng như mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 2 ở Trung Quốc gây ra. Các quan chức của hai tỉnh Thái Bình và Nam Định, nơi bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 1 nói rằng thiệt hại lớn do bão gây ra có nguyên nhân là công tác dự báo bão của cơ quan khí tượng chưa tốt. Tuy nhiên, ông Hoàng Đức Cường, giám đốc cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung ương trả lời rằng cơn bão số 1 vừa qua rất đặc biệt, chuyển từ tốc độ rất chậm sang tốc độ rất nhanh, nên cơ quan dự báo khí tượng không lường trước được. Một tử tù Việt Nam được công nhận là vô tội sau 46 năm. Đó là ông Trần Văn Thêm, sống ở tỉnh Bắc Ninh. Ông Thêm bị bắt và bị kêu án tử hình vào năm 1970 vì tội giết người. Tuy nhiên, vào năm 1975, một người khác đã thú tội giết người. Ông Thêm được trả tự do, nhưng cho đến nay chưa có một quyết định chính thức nào từ tòa án nói rằng ông vô tội. Cuối cùng thì ông Thêm cũng được Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội tuyên bố là vô tội vào ngày hôm qua. Báo chí Việt Nam cho biết là các cơ quan tố tụng đang hoàn tất các hồ sơ về vụ án này và sẽ ra một quyết định xin lỗi cũng như bồi thường cho ông Thêm theo luật bồi thường của Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Chính phủ Hoa Kỳ chính thức lên tiếng lo ngại về lệnh bắn bỏ tội phạm ma túy cũng như những kẻ nghiện ngập ma túy tại Phi do tân tổng thống Rodrigo Duterte ban hành. Washington kêu gọi Manila sử dụng lực lượng chấp pháp của mình tuân thủ theo những chuẩn mực của quyền con người. Giáo hội Công giáo Philippines cũng như giới báo chí cũng lên án ông Duterte về những biện pháp cứng rắn của ông. Có đến 400 kẻ tình nghi buôn ma túy bị giết chết, 4.400 người bị bắt từ khi ông lên cầm quyền từ cuối tháng 6 đến nay. Những người bị bắn chết có khi là trong các cuộc giao tranh với cảnh sát, nhưng có khi lại bị bắn bất ngờ bởi những nhóm người đi mô tô cầm súng mệnh danh là những biệt đội tử thần tạo thanh nạn ma túy. Đô đốc Hoa Kỳ ông Scott Swift, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương nói rằng cần có sự minh bạch hơn nữa trong hoạt động quân sự trên Biển Đông. Ông Swift nói như vậy vào ngày hôm qua và thêm rằng mặc dù cái cách mà Trung Quốc và các quốc gia khác phản ứng khác nhau đối với phán quyết của tòa trọng tài là điều không gây ngạc nhiên, nhưng cần có sự minh bạch trong các hoạt động quân sự để giảm căng thẳng trên Biển Đông. Ông phê phán việc Nga và Trung Quốc dự định tập trận vào tháng tới trên Biển Đông, cho đó là một sự lựa chọn gây bất ổn về cả thời gian lẫn nơi chốn. Ông cũng nói rằng bất cứ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không nào của Bắc Kinh cũng sẽ gây thêm bất ổn cho khu vực. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, Diễm Thi và Trần Như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.